Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Đã quay trở lại với kênh thu mua xe ô tô cũ của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và ngày hôm nay là những ngày đầu của tháng 6 rồi các bạn. Thì cả nước Việt Nam đang trong cái giai đoạn mà chống dịch rất là căng thẳng luôn và rất là quyết liệt. Thì lời nói đầu tiên mình cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta có được một sức khỏe thật tốt trong cái mùa dịch này, và chúng ta cố gắng ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức đề kháng, góp phần là chống lại cái dịch bệnh nha các bạn. Và chúng ta cũng cố gắng tuân thủ theo mọi cái chỉ thị của nhà nước về cái chống dịch Covid này, để mà góp phần cho cái dịch bệnh trở nên dập tắt nhanh đi và qua nhanh đi, để cho mọi hoạt động kinh doanh cũng như là đời sống trở lại bình thường nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ thì mấy ngày hôm nay các bạn thì có rất là nhiều khách hàng gọi điện cho mình để mà bán lại chiếc xe ô tô cũ, nhưng mà trong cái giai đoạn dịch khó khăn này các bạn, cái việc di chuyển nó trở nên cũng phải tuân thủ theo những cái quy định chống dịch nữa, cho nên mình làm cái clip này để mà hướng dẫn cho các bạn về cái việc mà thu mua xe ô tô cũ của công ty Toyota Tân Cảng bên mình. Thì hiện nay thì công ty bên mình vẫn thu lại xe ô tô cũ của tất cả các hãng, tất cả các đời và tất cả các tỉnh luôn nha các bạn, để cho các bạn chúng ta nắm. Còn về thủ tục thì có một số cái thay đổi, tại vì hiện nay việc di chuyển trở nên khó khăn các bạn, cho nên thì cái cách làm cũng trở nên khác đi một xíu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái thủ tục mà mua xe ô tô cũ của công ty bên mình. Vậy trước tiên các bạn, thì nếu như các bạn nào đang có một chiếc xe ô tô cũ cần bán á, thì hãy gọi điện cho mình. Mình sẽ xin các bạn một số cái thông tin, ví dụ như là hình ảnh ngoại thất, nội thất xe nè, rồi cà vẹt đăng kiểm nè, rồi số km nè. Thì càng nhiều hình ảnh càng tốt nha các bạn. Thì mình sẽ tiến hành định giá chiếc xe ô tô cũ của các bạn, định giá chính xác luôn, không có thay đổi gì hết, định giá chính xác luôn. Chỉ cần xe của các bạn không đâm đụng tai nạn, không ngập nước, là không tua đồng hồ, như vậy là ok rồi. Chỉ cần đảm bảo 3 tiêu chí đó thôi. Còn về khi các bạn gửi hình ảnh xe cho bên mình á, thì bên mình sẽ thông qua cái hình ảnh và định giá chính xác luôn nha. Thì nếu như các bạn ok về cái giá đó rồi, chấp nhận về cái giá đó rồi, thì nếu như các bạn nào chúng ta ở thành phố á, thì mình sẽ tới nơi mình làm thủ tục. Nếu như các bạn ta ở thành phố nha, thì mình sẽ tới nơi mình làm thủ tục và trao tiền tận nơi luôn. Còn nếu như các bạn chúng ta ở tỉnh á, thì có một số cái thay đổi hơn là các bạn sẽ chuyển cái xe của mình, chiếc xe của bạn á, lên công ty bên mình bằng cái xe kéo hoặc là xe chuyên dụng gì đó. Thì cái chi phí đó thì bên công ty mình sẽ chịu, và cái chi phí đó công ty mình sẽ hỗ trợ ngược lại cho các bạn, và bên công ty mình sẽ chuyển khoản đặt cọc cho các bạn. Đặt cọc cái xe đó ví dụ như 40 triệu 50 triệu gì đó để giữ một cái giá, rồi sau khi mà các bạn chúng ta di chuyển được rồi đó, thì chúng ta sẽ ký công chứng sau, chuyển xe lên công ty bên mình sẽ chuyển cọc cho các bạn, và chuyển cái hồ sơ giấy tờ qua cái chuyển phát nhanh để cho các bạn chúng ta ký trước, rồi chuyển cọc luôn để giữ một cái giá xe, cho nó giữ một giá xe tương đối chính xác như vậy. Rồi sau khi mà hết cái chỉ thị việc giãn cách xã hội đó, thì chúng ta sẽ ký công chứng sau và trao đủ tiền nha các bạn. Đó là cái cách đối với việc chúng ta mua xe ở các tỉnh nha các bạn. Tại vì đi lại khó khăn, cho nên bây giờ mà mình xuống tới nơi mình mua xe, xuống tới tỉnh mua xe thì mình sẽ phải ở lại đó 21 ngày. Vậy thì nó không có tiện lắm. Đó là cái thứ hai. Còn về định giá xe công ty bên mình đó là định giá chính xác luôn nha, chứ không có phát sinh gì hết. Tại vì cái việc di chuyển khó khăn, và trong cái mùa dịch này thì nó việc đi lại thì nó tốn nhiều thời gian lắm, cho nên là bên công ty mình sẽ định giá chính xác luôn, không phát sinh gì hết. Chỉ cần các bạn cung cấp đầy đủ thông tin cho bên mình và cam kết chiếc xe không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ. Tại vì các bạn chạy chiếc xe của mình thì các bạn biết rõ xe của mình nó như thế nào. Thì chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Và ngoại thất nội thất thì trầy sức như thế nào bên công ty mình xem cái hình ảnh á, mình sẽ tự biết, và mình sẽ ước lượng cái giá, đưa ra cái giá chính xác luôn, cho nó tiết kiệm thời gian nha các bạn. Đó thì đó là toàn bộ cái quá trình, cái thủ tục mà mua bán
xe qua sử dụng, xe ô tô cũ bên công ty Toyota Tân Cảng trong cái giai đoạn mùa dịch này. Thì nếu như các bạn nào đang có nhu cầu bán lại chiếc xe ô tô cũ á, thì hãy gọi cho mình trước để mình tư vấn các bạn trước về cái thủ tục trước đi, rồi sau đó là mình lấy thông tin hình ảnh và định giá xe cho các bạn luôn nhé. Rồi thì mình chỉ xin kết thúc clip tại đây. Thì một lần nữa kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn có được một sức khỏe thật tốt trong cái mùa dịch này, và đảm bảo và chúng ta cố gắng tuân thủ theo mọi cái quy định của nhà nước về việc chống dịch để mà góp phần dành cho cái dịch bệnh qua nhanh đi và cuộc sống trở lại bình thường nha các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Xin chào.